Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Video ngày nay sẽ có những tin chính sau. Ozil rực sáng, pháo thủ hạng quỷ đỏ tại Emirates. Huấn luyện viên MU bị chỉ trích mềm yếu và sợ Pogba. Ăn thẻ vàng vì xem trộm, huấn luyện viên Mourinho còn mắng đối thủ ngu dốt. Từ bỏ Kane và Mbappe, Barca chi 180 triệu đón siêu thú tấn công. Cựu vương C1 nhắm sao thất sủng của Milan. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Ozil rực sáng, pháo thủ hạng quỷ đỏ tại Emirates. Tác động tích cực của tân huấn luyện viên Mikel Arteta rốt cục cũng đem lại kết quả mỹ mãn cho Arsenal khi rạng sáng nay, mùng 2 tháng 1, các pháo thủ đã thi đấu rực sáng để hạ đối thủ mạnh Manchester United 2-0 trên sân Emirates để thắp lại hy vọng tranh đua top 4 ngoại hạng Anh. Hai bàn thắng đều ghi trong hiệp 1 của Nicolas Pepe phút thứ 8 và Socrates phút 42. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà tiền vệ Mesut Ozil ghi dấu ấn lớn. Cựu danh thủ của MU, trung vệ Rio Ferdinand ca ngợi Ozil trên kênh PT Sport. Thực sự 18 tháng nay, tôi mới lại thấy đích thực là Ozil và nụ cười của cậu ta. Cũng theo Ferdinand, việc Ozil thi đấu đầy cảm hứng và Arsenal cũng bắt đầu thi đấu hiệu quả hơn nhờ sự kỷ luật trong chiến thuật và cấu trúc rất hệ thống mà Arteta mang lại, đã giúp họ có sự tự tin đáng kể. Arsenal đã nhanh và mạnh hơn thấy rõ sau vài trận Arteta đến và đã bắt đầu gặt hái thành công. Arsenal đã thể hiện sự thay đổi về lối chơi rõ nhất là ở hiệp 1 trận thua ngược Chelsea 1-2 cuối năm ngoái. Dù kết quả này không như ý, nhưng báo chí Anh và các cổ động viên pháo thủ đều lạc quan. Ở trận đấu với MU, Arsenal đã cho thấy sự chắc chắn hơn khi huấn luyện viên Arteta có thêm sự điều chỉnh ở hàng thủ như đưa tiền vệ phòng ngự Granit Xhaka trở lại, hay dùng Socrates, Kolasinac bên cạnh Torreira cũng như đưa cả tiền vệ Nicolas Pepe đắt giá trở lại đấu chính, tạo nên một pháo thủ thi đấu đầy nhiệt huyết và hiệu quả. Trong khi đó, MU thua trận thực ra đã được báo hiệu từ trước trận đấu khi huấn luyện viên Sosa thiếu vắng nhiều trụ cột ở tuyến giữa như Pogba, McTominay, trong khi lại sử dụng Lingard đang sa sút phong độ. Vì thế, hàng tiền vệ của MU đã mất hút suốt hiệp 1 trước khi ông Sosa đưa Andres Pereira vào thay ở hiệp 2 thì đã quá muộn với tỷ số thua 0-2 và Arsenal đã không để sai lầm từ trận thua ngược Chelsea xảy ra nữa. Trận thua này của MU rất tai hại vì khiến họ bỏ lỡ cơ hội rất lớn, gây sức ép ở cuộc đua top 4 khi các đối thủ cạnh tranh như Chelsea bị Brighton and Hove thủ hòa 1-1, Tottenham thua sốc Southampton 0-1 hay Wolverhampton thua Rashford 1-2. Vì vậy, Chelsea vẫn giữ được cách biệt hơn 5 điểm trước MU và phía sau Tottenham cùng Wolverhampton lần lượt có 31 và 30 điểm cũng bám sát. Trong khi đó, ở trận đấu muộn rạng sáng mai mùng 3 tháng 1, nếu Sheffield United gây sốc hạ Liverpool thì sẽ qua mặt các đội này để áp sát Chelsea. Với Arsenal, trận thắng MU cũng là trận thắng đầu tay của huấn luyện viên Arteta và cũng là trận thắng đầu tiên sau 4 trận chỉ hòa 2 và thua 2. Nhờ đó, leo lên vị trí thứ 10 và cách Chelsea trong top 4 cách biệt 9 điểm và ít nhiều cũng còn hy vọng. Ở diễn biến khác, Man City cũng đánh bại Everton 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Gabriel Jesus và kết thúc chuỗi 2 trận toàn thắng của tân huấn luyện viên Ancelotti. Tuy nhiên, Man City vẫn xếp thứ 3, thua 1 điểm sau Leicester City thắng Newcastle 3-0. Huấn luyện viên MU bị chỉ trích mềm yếu và sợ Pogba. Các cựu cầu thủ của câu lạc bộ Manchester United như Robin van Persie hay Rio Ferdinand tỏ ra rất khó chịu khi thấy hình ảnh của huấn luyện viên Sosa khá thoải mái và thậm chí là còn cười rất tươi sau trận thua của Quỷ Đỏ trước Arsenal 0-2 vào rạng sáng nay mùng 2 tháng 1. Trong đó, van Persie cũng từng là cựu cầu thủ của Arsenal trước khi chuyển sang MU, bình luận trên kênh PT Sport. Tôi thấy cậu ta khá vui vẻ, Sosa đích thực là anh chàng huấn luyện viên dễ tính. Điều này khiến tôi bất ngờ. Tôi nghĩ rằng với một trận đấu sa sút như vậy, cùng kết quả rất tệ thì đáng lẽ ra anh ta phải khó chịu một chút, hay ít ra cũng thể hiện một sự không hài lòng nào đó. Đây không phải là một thời điểm để cười và dễ dãi.
Cũng trên BT Sport, cựu trung vệ của MU, Fernandes cũng thể hiện sự không hài lòng với cách hành xử của huấn luyện viên Sosa. Tôi hy vọng là trong phòng thay đồ sẽ có một Sosa khác, dữ dội và kiểm soát được cầu thủ. Nếu cậu ta vẫn mềm yếu như vậy trước công chúng và cả trong phòng thay đồ, tôi tin chắc cậu ta sẽ bị cầu thủ cắt cổ. Thực tế xảy ra cho thấy rất có thể Sosa đã bất lực và không kiểm soát được tình hình. MU cần ổn định và đoàn kết, một đội bóng lớn phải thắng 10, 15 trận liên tiếp, nhưng MU hiện nay không thể làm được điều này. Ngoài việc thể hiện sự mềm yếu của mình, huấn luyện viên Sosa qua các bài phát biểu sau trận thua Arsenal cũng thể hiện cái uy của mình ở MU đã giảm sút nghiêm trọng. Như việc nói chấp nhận ngôi sao Pogba nghe theo lời của mình, ám chỉ siêu cò Mino Raiola, bỏ qua sự tư vấn của câu lạc bộ để âm thầm thực hiện một cuộc phẫu thuật và nghỉ đấu từ 3 đến 4 tuần nữa. Pogba chỉ mới trở lại thi đấu 2 trận từ cuối tháng 12 năm ngoái, thua Watford 0-2 và thắng Newcastle 4-1, đều ra sân từ ghế dự bị trong hiệp 2. Sau hơn 3 tháng nghỉ đấu dưỡng chấn thương, nhưng trận tiếp theo gặp Burnley đã xin nghỉ vì lý do bị bệnh. Càng khó hiểu là cùng thời điểm MU thi đấu thì Pogba lại sang Pháp dự một trận đấu từ thiện của anh trai mình tổ chức. Thời điểm này, thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, việc Pogba viện cớ không thi đấu cho MU trước mắt đã gây thiệt hại nặng cho câu lạc bộ này là thiếu hụt người thi đấu ở tuyến giữa. Huấn luyện viên Sosa hiện phải xoay vòng sử dụng Lingard đang sa sút phong độ và Andre Pereira. Ăn thẻ vàng vì xem trộm, huấn luyện viên Mourinho còn mắng đối thủ ngu dốt. Hình ảnh khôi hài và không ai ngờ đến đã xảy ra ở trận Tottenham thua Southampton 0-1 trên sân Marine khuya ngày 1 tháng 1 giờ Việt Nam, khi nhà cầm quân lừng lẫy Mourinho bị phạt thẻ vàng vì xem trộm chiến thuật của đối thủ. Tình huống xảy ra ở phút 77 trận đấu, khi đó Tottenham thi đấu hoàn toàn bế tắc sau bàn thua từ sớm ở phút 17 do Danny Ings ghi cho đội chủ nhà Southampton. Huấn luyện viên Mourinho sau giờ nghỉ giữa hiệp vẫn không thể giúp Tottenham khởi sắc, mà trái lại càng lúc càng thi đấu rối rắm hơn. Chưa kể, việc trung phong Harry Kane đã phải rời sân ở phút 74 vì chấn thương, Eric Lamela vào thay. Trong lúc đó, phía Southampton ở những phút cuối cũng tìm cách bảo vệ chiến thắng quý giá của mình, nên ban huấn luyện liên tục ghi chép và dự tính đưa ra các chiến thuật cho cầu thủ thi đấu trên sân. Bất ngờ, ông Mourinho đã đi thẳng đến khu vực ban huấn luyện Southampton và nhìn chằm chằm vào sổ tay của các huấn luyện viên này trong sự kinh ngạc của mọi người trên sân. Ngay lập tức, trọng tài thứ tư bên ngoài sân nhắc trọng tài chính Maidan và kết quả, người đặc biệt nhận ngay chiếc thẻ vàng. Sau trận đấu, giải thích về hành vi của mình, huấn luyện viên Mourinho nói: "Đúng là tôi hành xử rất thô lỗ và nhận chiếc thẻ vàng là rất xứng đáng. Tuy nhiên, tôi đã thô lỗ với một thằng ngu." Lời lẽ chê bai hướng về phía huấn luyện viên thủ môn của Southampton, Andreas Park. Ngoài ra, ông Mourinho trong lúc xem trộm cũng đã có lời qua tiếng lại với huấn luyện viên Park. Hình ảnh gián điệp của ông Mourinho sau đó tràn ngập mạng xã hội và báo chí Anh với vô vàn lời chế giễu. Tuy nhiên, có một số nhận định bênh vực nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi cho rằng Mourinho đang cố tình lái câu chuyện sang một hướng khác nhằm tránh đi sự soi mói và sự sa sút của Tottenham. Sau hai trận gần đây, chỉ hòa và thua. Cũng may cho Tottenham thua Southampton thì trước đó đối thủ ở top 4 là Chelsea cũng bị Brighton & Hove thủ hòa 1-1. Wolverhampton thì thua sốc Watford 1-2 và MU cũng thua luôn Arsenal 0-2. Vì thế, cục diện tranh top 4 ngoại hạng Anh vẫn xít sao và căng thẳng khi Chelsea vẫn giữ được cách biệt hơn 5 điểm trước MU và phía Tottenham cùng Wolverhampton lần lượt có 31 và 30 điểm cùng bám sát. Nhưng ở trận đấu muộn rạng sáng mai, lúc 3 giờ sáng, nếu Sheffield United gây sốc hạ luôn Liverpool thì sẽ qua mặt các đội này để áp sát Chelsea. Từ bỏ Kane và Mbappe, Barca chi 180 triệu đón siêu thú tấn công. Tham vọng rất lớn của thượng tầng đội chủ sân Nou Camp trên thị trường chuyển nhượng. Như đã đưa tin, Barcelona từng thực hiện công cuộc thành lập lực lượng và cải tổ đội hình mùa hè năm 2019. Đội chủ sân Nou Camp chi hơn 200 triệu euro mang về những bản hợp đồng mới. Trong đó, Antonio Griezmann và Frenkie de Jong là hai ngôi sao được kỳ vọng và mong đợi nhất. Mặc dù với tham vọng xưng vương La Liga cũng như hướng đến những mục tiêu như Copa del Rey hay Champions League trong cùng một mùa giải, thượng tầng Blaugrana xác định bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Vì lẽ đó, ở thị trường chuyển nhượng mùa đông và mùa hè 2020, Barcelona sẽ tiếp tục chi tiền để chiêu mộ hảo thủ. Vị trí mà nhà đương kim vô địch La Liga muốn bổ sung trong thời gian tới là hàng tấn công. Trong đó, hai gương mặt từng được nhắc đến nhiều nhất là Kylian Mbappe và Harry Kane.
Tuy nhiên, theo Mundo Deportivo, Barca quyết định từ bỏ theo đuổi hai chân sút này để dồn toàn lực chi thật đậm đón Neymar về Nou Camp. Bởi lẽ, Barcelona hiểu rằng họ không thể sở hữu được Mbappe hay Kane vào lúc này. Neymar cũng là cái tên được Barcelona theo đuổi sát sao từ mùa hè 2019. Ngôi sao người Brazil rời xứ Catalan hơn 2 mùa giải nhưng trên hết vẫn muốn quay về Tây Ban Nha để viết tiếp câu chuyện lịch sử. Mức phí chuyển nhượng của Neymar vào khoảng 180 triệu bảng theo Transfermarkt. Liệu thượng tầng Barca có chiêu mộ thành công Neymar hay không? Hãy chờ xem. Cựu vương C1 nhắm sao thất sủng của Milan. Truyền thông châu Âu đưa tin đội bóng Hà Lan đã gửi lời đề nghị đến AC Milan. Mùa giải này, số lần Ricardo Rodriguez ra sân cho AC Milan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh ngồi ngoài từ suốt cuối tháng 9 đến giữa tháng 12, khi anh được trở lại sân cỏ chính là ngày Rossoneri bị Atalanta hủy diệt với tỷ số 5-0. Milan được cho sẽ không quá mặn mà trong việc giữ lại hậu vệ này. Câu lạc bộ Hà Lan PSV Eindhoven đang là đội muốn có được Rodriguez nhất. Trang báo đưa tin PSV đã gửi lời đề nghị chính thức đến ban lãnh đạo Milan. Ngoài PSV, Fenerbahce cũng muốn chiêu mộ Ricardo Rodriguez. Tuy nhiên, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhiều khó khăn hơn vì phải cân nhắc tránh phạm luật công bằng tài chính. Mùa giải này, PSV Eindhoven đang không thể hài lòng với hàng phòng ngự của mình. Họ đã để thủng lưới 23 bàn sau 18 trận, bị Ajax Amsterdam và AZ Alkmaar bỏ xa trên bảng xếp hạng Eredivisie, thua đến 12 bàn sau 6 trận vòng bảng Europa League và đã bị loại khỏi giải đấu này. PSV là một trong những đội bóng lớn nhất của Hà Lan, đã có đến 24 lần lên ngôi vô địch nước này, từng giành European Cup vào mùa giải năm 1987-1988. PSV và AC Milan cũng đã nhiều lần gặp nhau ở đấu trường châu Âu. Loạt đấu quan trọng nhất giữa họ là bán kết Champions League năm 2004-2005. Khi đó, Rossoneri sở hữu hàng loạt sao lớn trong đội hình nhưng chỉ giành quyền vào chung kết nhờ lượt bàn thắng sân khách. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!